Rồi, hello Dương, xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương sẽ đi bẫy chuột nha cô chú anh chị. Dương đang có mặt ở ngoài cái cánh đồng hoang này, đất này ta bỏ hoang thành ruộng nhưng mà bây giờ thành cỏ, thành như là rừng rồi. Chắc là để cho bò ăn luôn á, chứ không có là trồng lúa nữa. Thì ở đây Dương thấy dấu chuột nó bươi rất là nhiều. Hy vọng là hôm nay Dương sẽ thu hoạch nhiều, khá nhiều ở đây nha. Ở đây thấy chuột cũng đâu cũng nhiều lắm nhưng không biết sao. Rồi bây giờ Dương sẽ đi vô bẫy, đi đặt bẫy nha. Cái nữa là xong nha cô chú anh chị. Rồi Dương đặt xong cái lợp cuối cùng nha. Cái lợp cuối cùng. Hiện tại thì trời cũng đã tối rồi nha. Dương quay về. Bye bye cô chú anh chị nha. Hẹn đi thăm, Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Hello Dương, xin chào tất cả cô chú anh chị. Đến buổi sáng ngày hôm nay nha. Hôm qua Dương có đặt một số là lòng chuột. Hôm nay Dương sẽ đi thăm nha cô chú anh chị. Thì giờ Dương sẽ đi thăm và quay cho cô chú anh chị mình xem có hay không nha. Thiên cài. Ôi giời ơi. Ôi trời nịch. Đặt một cái. Mà không bật luôn chứ. Ủa sao nàng hết lúa mình không dính ta? Mình vô nàng hết chân lúa luôn nè. Gặp mình giỡn mà. Đây. Một bé ha. Đây. Hôm nay chắc là ok đó. Cái kia ăn hết lúa mà không dính.
Wow. Mặt không dính luôn. Wow, dính con vịt cống khủng. Đây. Em chụp cống nữa nha. Nhùm. Đây vô con. Nhùm nhùm. Wow. À, à. Đây mình cũng nhùm nữa. Đúng nhưng mà lỗ tơ không có bự để cũng nhùm tơ. Wow, đa lạc ngàn này hết trường lúa luôn, còn miếng pha lan này nó chơi. Không có con nào gỡ được. Ôi, cái chuột gì đấy mà. Đặt nó con chặt nè. Thấy nó chạy khơi khơi vậy. Là sao? Này đầy với người thân nha. Chụp giấy. Wow, đây 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 nghe nữa. Là cống cống nhum mà chim tơ, con này tơ. Như lớn. Chê nè. Cái nữa là hết hàng. Rồi, cuối cùng. Wow, ơi, đây một em chú cơm á. Ui nụ. Cứ gọn gàng hành lý coi. Quay về coi. Đặt mấy cái lợp ngày mất cái hay cái mất cái hay cái hoài. Đợi xíu nó về. Tắm sạch sẽ coi. Nó dơ quá. Xem cho tắm sớm rồi mát á.
này cũng dùm tơ. Đây con dùm bự nè, già nè. Con này già nè, con này cỡ gần nửa tí á. Rồi cô chú anh chị ơi, thì hiện tại Dương đã thăm vừa xong mấy chục cái lồng chuột nha. Thì giờ Dương sẽ quay về, Dương đổ ra lồng cho cô chú anh chị mình xem nha, được bao nhiêu nha. Nó thấy cũng khá khá đó. Bố em cũng nhùm, với lại cũng ít chuột cơm nè. Có con này là bự nhất nè, con này là khủng nhất nè. Wow, có đồng luôn. Rồi giờ mình quay về thôi. Rồi vô. Đây cô chú chị ơi, thì có qua vô được nhiêu rồi nè nha, với lại mấy con chuột nhỏ. Ồn quá điên à, để ba nói chuyện chút xíu rồi ta. Nè đây bốn con ba lông mà sao giờ không biết đâu mắt con rồi, chút xíu hình như là mình rửa rồi mình bỏ ngoài rồi xíu nó vô nghi ngoài vô tìm lại con chuột đó. Rồi bye bye cô chú chị nha.